vòi quốc vô nữa ở chỗ chống gian. Trời ơi, rồi luôn. Chủ phương tiện lên không? Có cái anh võ đang vô đây các bạn, quá thấm rồi.
chi kỹ quá trời luôn các bạn. Đây tới những cái phương tiện ghe vô đây các bạn. Wow. Trời lộn xộn rồi. Tiếp tục xem những anh xà lan đây các bạn. Dữ trời, nạp ra rất là dữ đấy. Wow. Có gió dừa đâu rồi, có nãy giờ để gió dừa không? Chiếc xà lan phía sau nó đảo quá trời luôn các bạn. Wow, sao anh tiến thẳng về đây luôn vậy? Trời ơi. Rồi quốc vô nữa ở chủ chống về. Trời ơi. Rồi luôn. Ở phía trước nó bị đụng lại cái nó bị da vô các bạn.
đó đi. Rất là dễ thương, rất là biết chuyện nha các bạn. Chúc phương tiện Kiên Giang này thuận lợi nha.